Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video này của mình. Hôm nay với sự có mặt của một vị khách mời hơi đặc biệt và rất quen mặt, em mình. Hôm nay tụi mình sẽ tiến hành thực hiện thử thách đó, thử ăn 30 cái box đồ ăn mà 30 món đồ ăn của Trung Quốc chứ. 30 món đồ ăn vặt đồ dị trong đây trong cái box. Đáng ra là nó có một cái hộp, nhưng mà cái đồ ăn này là mình order trước Tết á, là trước khi dịch. Xong rồi sau đó biên giới bị chặn rồi này kia, là tới tận hôm nay mình mới nhận được, nên là cái hộp nó móp méo hết trơn rồi. Mình quyết định là có cái hộp ở chỗ khác và mình bẻ đồ ăn ra đây nè, các bạn thấy không? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. Cái mình order ở đây đó là bó đồ ăn 30 gói. Tổng cộng là 30 gói đồ ăn vặt có giá là đâu đó gần 200.000. Tại vì lâu rồi mình cũng quên rồi á. Như các bạn có thể thấy ở đây thì chúng ta có 30 gói đồ ăn vặt như thế này. Rất là nhiều màu sắc sặc sỡ. Nhưng mà điều đầu tiên mình nhận thấy đó là có nhiều gói nó bị trùng nhau quá. Hồi nãy mình kiếm có một số gói bị trùng nhau. Ví dụ nha, hai gói này, đó các bạn thấy không? Nên tính ra 30 gói là chỉ có một số vậy thôi, còn nhiều gói nó cũng bị trùng nhau như thế này. 18-19 loại. Đây là những gói bị trùng nhau thì mình sẽ bỏ qua nha. Nè, đầu tiên chúng ta sẽ thử cái gói này. Mình sẽ chỉ cho các bạn xem. Thì ở trên này nó có hình một cái người đàn ông khá là lực lưỡng. Đó, mình sẽ tiến hành ăn nha. Con vịt mà, đây con vịt. Ủa con vịt hay đàn ông? Chị thấy đàn ông mà. Đây con vịt. Con vịt nhưng mà lại có cơ bắp của đàn ông. Mọi người một gói. Bỏ vào đây. Mình sẽ thử nha. Sao sao vậy? Đắng đắng. Cho các bạn xem, thấy không? Cái này mình thấy nhiều trên TikTok hồi giờ rồi ăn thử. Đây. Đúng rồi, cái bát ăn mặc đã rất là hot trên TikTok. Mình sẽ kỳ á. Rất là thịt. Ăn giống như là ăn cộng xả. Mà nó có hơi cái gì đó thuốc bạc á. Chung. Nó ghê là sao các bạn? Theo mình là gói này nó không ngon lắm. Ăn có thế. Mà nó cay. Cay. Cay rồi đắng đắng. Bỏ đi luôn đi. Mà chị chúng ăn không? Vừa cho nó ăn sao á. Nó ăn không? Không. Mà đi này ăn đồ ăn Trung Quốc nữa. Nói tiếp theo nè. Nói này nữa. Cái này nhìn giống như miếng chả. Vấn đề là nó có nhiều dầu. Nó rất là nhiều dầu các bạn thấy không? Cái này nó giống như cái gói 1-2 ngàn mà mình hay ăn thời học sinh á. Nó sợ sợ này nè. Ngon. Nó là cái miếng chả. Nó gia vị giống như ghê á. Nó sao sao á. Chắc là như quấn này ăn vậy á. Nó thê thê. Thê thê. Không biết rồi, ngồi thấy cái này không? Tưởng thấy nó bị nó làm sao? Ăn giống chả bình thường á. Nó tùm thủm bị thuốc bắc. Nãy giờ hai cái thuốc bắc rồi. Tiếp theo là một cái. Có một cậu bé rất là đẹp. Đó, hai gói không? Một gói hả? Ô cái này có hai gói luôn này. 30 gói mà chưa gì lại trùng mất rồi. Này chắc 15 gói. 15 vậy. Cái này cậu bé này đang đeo một cái gì nó giống cái đùi gà ở đằng sau nè các bạn. Nó giống như nhân vật trong BOBG. Bất chi. Để xem cái này có phải đùi gà không. Chưa nhớ là thấy xuyên. Xuyên. Nè. Ăn. Mùi thơm mùi giống như cái gậy dư ý á. Thơm mấy bạn mà ăn giống á. Ăn cái gậy tôm 102 ngàn á. Nhưng mà là cái gậy nó ngon hơn mà. Gậy nó đậm vị ăn dễ nhai, cái nó có xương ra khoa nó khó chịu. Cái này như kiểu gà nấu thức bắc. Có tỏi rồi mình nhai trúng một miếng tỏi. Sụn. Chúng mà xương gà này mình nuốt được ăn được. Trời ơi. Nó không ngon lắm. Cái này nhìn có vẻ rau củ á. Nè các bạn. Được cái là mấy cái này nó thiết kế cái vỏ thật sự rất là xinh luôn á. Rất là đầu tư vô cái phần vỏ.
Cái đấy rất là xinh và cái gì đó. Cái này nó là cái gì? Cái này nó là cái gì ta? Cái này là gì vậy? Được rồi, cãi hả? Có tỏi phi. Nhà ăn với cơm hợp lý không? Cái này như kiểu như cải muối của mình á. Của kiểu á. Nhưng mà con kiểu của mình nó sẽ mặn mặn ngọt ngọt. Còn cái này đó nó cay. Nhỏ nhỏ sợ sợ nhưng mà nó cay. Cay. Mà số được Trung Quốc là cái này nó cũng cay á. Mà cái này nó cay bị ớt, cay bị gì đó. Cay các bạn. Nãy giờ 4 món rồi. Nhưng mà mình chưa ăn một món nào hết. Tiếp theo sẽ là cái này rong biển đi. Ừ, thử rong biển đi các bạn. Vì rong biển mình tưởng tượng nó ngon, nó đỡ hơn mấy cái kia. Chứ mấy cái. Ủa lại trùng nhau nữa hả? Thì 15 gói, mỗi gói 2 gói mà. Vậy mà giá mạnh cái là bớt ăn bạc Trung Quốc 30 món. Ngon lắm. Ngoài là rong biển mà trong nó là cái gì á? Trời ơi, lừa đảo một số lương. Ở ngoài phải rong biển không? Biển. Cái vỏ ngoài của nó này các bạn. Ừ. Cái gì vậy? Ngon. Giống đậu khuôn á. Ừ. Ghê, giống tàu hồ kỳ á. Nó là tàu hồ thối. Giống như cái chao. Ờ, nó không có thối nhưng mà nó ướp nhiều tỏi lắm. Ướp thật sự rất nhiều tỏi. Trời khỏi vậy thôi mà theo mình nó không có ngon. À, cái này ăn cơm thì chấp nhận được. Cái này bên Trung Quốc là nó ăn cái này quen rồi. Các bạn nhớ nha, cái bát ăn 30 món thì sẽ là hai gói giống nhau, y cân nên chỉ là 15 món thôi. Đừng hy vọng quá nhiều. Trong cái này còn có ai ngon? Không. Biết, cái này là hạt sen. Củ sen, à các bạn, từ bình tĩnh. Cái này nè, nó gây nè, fish fillet các bạn thấy. Fillet cá. Cá, rồi cái miếng phi lê của nó này. Ừ, nó ăn cái này nó giống chả mà nó bở luôn. Cái này như chả cá nhưng mà nhiều bột. Thôi đắng không à? Ừ. Đắng gì vậy? Nó kiểu the the á. Nó the the hơn có vị ăn trứng bắc thảo á. Cái này kiểu nó hợp giữa bột trứng bắc thảo. Nãy giờ chưa ăn một cái gì. Tiếp theo tụi mình sẽ thử cái này. Nó là... Đoán thử xem nó là gì. Cái gì đó cay. Nói chung là hình ảnh thiết kế đẹp lắm. Còn nó là cái gì thì toàn bộ là chữ. Trong là miếng nào đa số mỡ nó có cái hình chung chung như thế nè. Mà cái vị nó có chừng đó là kiểu như là nãy giờ chị. Nó chỉ khác nhau cái bao bì với lại cái hình dáng bên trong thôi. Còn gia vị và đều là bột. À là cái gì vậy? Nắng nắng lại rồi đó. Nó không giống như mình. Không lỡ mà thấy trên. Trên cái có nó quay ngon. Mình chắc là, nó mở người nó vậy á. Ôi nãy giờ không được cái gì luôn á. Cái này là có gói thứ 3 nè. Có thứ 3 gói luôn. Một gói bạch tuộc này các bạn. Gói bạch tuộc duy nhất ấp từ mình. Chiên sang không. Mà cái hình nó rất là dễ thương luôn á. Cái này mà mấy người mua mà tặng quà đồ á. Để mấy sai. Người vô được nè. Tặng quà thì sai nhưng mà ăn thì không ngon. Mình biết em mình biết. Nhưng mà tụt ăn nó không giống cái gì mà. Ăn được. Nên là cà chua có lạc. Có bị mật. Có bị mật không nữa. Ướp với cái thuốc bắc này. Nói chung là không bao mà. Trong như mình cách nghĩ nó còn có vị mật. Nói chung cái hình nó ngoài vừa tầm đó. Ừ. Hình bên ngoài thật sự rất đẹp. Các bạn có thấy không? Đây có hai cô gái đó. Khá giống nhau. Nhưng mà một cô là ở trên nó có một hai màu xanh. Cô này ở trên nó là hai xin màu hồng. Bây giờ mình cái này là măng nè. Thử cô hai sen hồng đi. Ở đây có tới hai cô hai sen hồng. Này. Nó là hạt sen. Củ sen. Nó gần gần giống mứt tết hả? Sao á?
Cái này nó không có nấu với thuốc bắc, nhưng mà nó cay cay thì theo mà nó sao sao. Tự nhiên mình cảm thấy tiếc tiền quá. Chung trải nghiệm. Trải nghiệm với lại mình cũng muốn review cho các bạn để mình biết mình lựa những cái món ăn thích hợp á. Đây các bạn chung với cơm á, nó ngon thêm được xíu, còn ăn không nó hơi bu bu. Con gói rồi. Gói. Cái này giống đậu thì có. Này đậu. Sao sao vậy? Này đậu ăn chua. Nè. Cái này kiểu đậu ve á. Ngâm chua chua chua. Cái này ăn với cơm nắm là số 1 á. Thấy chưa? Cái gì? Ăn với cơm nắm á. Cái này á. Cái này hình độ ngoài của nó là nha đam này. Nhưng mình ăn thử xem. Từ đầu. Thấy không? Không đoán được đó là cái gì luôn. Chỉ có thách thức IQ. Trong miệng trong biển. Đúng không? Ta tanh như trong biển á. Con biển nó tanh. Nhưng mà nó cho biết không ngon. Nó nhớt. Nhớt á. Nhớt như trong biển không á, không có vị. Sao đến cuối rồi các bạn còn chưa được một món nào. Hình đẹp nè. Cho ăn món hình đẹp. Cho bụng mình nãy ăn cái này giống người lỡ. Thì có hình một cái ăn đi một xe áo. Nó mới chả cay á. Ừ, chả lụa chay. Vậy thấy được từng cái thớ cũng. Sao nó ăn được, đẹp kiểu bánh mì ngon. Ăn cơm. Trong mấy món để mình ăn cơm thì mình nó rỡ cái thái không. Cái này, kẹp bánh mì ăn được. Một điểm. Đấy được ba. Không đáy được đó là cái gì. Băng. Cái cây mình ăn 2000 hồi đó đúng rồi bên Trung Quốc luôn á. Vậy nó giống lắm nha. Cái gì kìa thế. Mày ăn giống vậy. Ừ, ăn giống vậy mà. Để tẩm thuốc bắc. Này chắc là một cái gì đấy. Chắc không chua đó. Ủa gì nhỏ xíu vậy. Cái này xem. Này giống tỏi ngắm á. Chua. Cái mùi này giống như là tỏi để ăn chung với phở ấy. Ủa, không lẽ mình thất bại vậy hả trời. Còn cái này. Cái chân vịt. Chân vịt này thấy nhiều người review trên nó lắm nè. Chân vịt. Hai cái luôn hả? Đi đi. Uống chân vịt này con. Chân vịt chi ta khổng lồ. Long long giống như là chả đông của mình á. Nó phải hơn biết chân. Nó có sụn. Nó long long. Nó ghê ghê. Nói chung có cái chả mà sẽ ăn được cái sao sao sao. Trời ơi, cái gì vậy? Cá. Cá khô. À. Ăn cơm được. Ngon ngọt. Chúng ta ăn được. Không có bị me. Ai một con cá khô rất truyền thống. Mẹ thêm mình. Nghe ăn được. Mình kiểu cá khô trên me á. Nó ăn cơm ngon. Nào ra ra được. Bây giờ được 3 con. Rồi sao? Rất là mất. Kết thúc ngày hôm nay. Vậy là video của chúng ta hôm nay ngắn gọn xúc tích vậy thôi. Với 30 túi đồ, 30 gói ăn vặt và trong đó trùng đến gần hơn nửa. Gần một nửa.
hơn. Thì Tuấn thấy sao về cái món đồ ăn này? Thấy chung mà đang là bị xong rồi ăn cái cuối cùng cái cá vô nó cứu được chiếu à. Nó không ngon. Món nào Tuấn thấy ăn nhất? Có được món cá. Tại cái đó nó ăn vậy vậy gần giống giống của Việt Nam á. Có cái cá nó với cái chả chay á các bạn. Cái chả chay ăn cũng hợp lý. Còn lại món ghê nhất đó là món này cũng ghê. Có mấy cái nó còn đắng đắng mà nó nhận nhận trong miệng nữa. Không phải ghê mà kiểu như mình không hợp khẩu vị ấy chứ. Trong bạn nào muốn thử cứ thử hay ha. Ở đây mình nghĩ là mình ăn mình nên không chung với cơm á. Thì nó đỡ đắng, nó đỡ đậm hơn. Tại tôi làm đồ ăn đậm lắm. Thật ra nếu như mà ý kiến không của mình là có nên recommend cho các bạn thử hay không á, thì mình nghĩ là các bạn nên dùng tiền đó để mua những món khác có thể ngon hơn. Nhưng mà nếu như thực sự các bạn thích hoặc là do chính bản thân của mình không ăn hợp cái khẩu vị của mấy chú á, thì các bạn cũng nên thử để cho chúng ta biết và có những trải nghiệm. Đúng không? Cuộc sống là những trải nghiệm mà rất là nhiều đồ ăn còn dư nè. Dư rồi mình để mình ăn cơm. Mình cảm thấy hơi buồn á, cảm thấy hơi phí tiền. Với lại nó không có đáy so với công sức mình bỏ ra một tháng để chờ đợi một tháng đó các bạn. Khi mà dịch đó nên là điên rồi, bị cắn rất là nhiều. Ngày vừa mới về được 5 phút rồi mình lên mình quay cho mấy bạn quá. Nôn nắm tới mức đó là các bạn biết rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh của mình để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Và có thể gặp được em mình nhiều hơn nữa. Sẵn tiện đây thì mình còn hai món đồ ăn nữa order bên Trung Quốc và cũng chờ đợi một tháng rồi, đang chờ được unbox ở dưới kia. Nếu các bạn thích thì hãy like, comment để cho mình biết và thực hiện video đó sớm hơn nha. Bye bye mấy bạn. Chào các bạn. Bye bye. Mập địch cũng bye bye. Bye bye mấy bạn nha.